Để tôi kể cái chuyện hết sức nực cười về con Tiểu Tam khi nó nâng cấp lên chính thức cho mấy bà nghe nha. Tôi thì đang hả hê lắm nên kể nhanh kể nguội. Nói sơ tí thì lúc tôi 30 tuổi thì chồng tôi ngoại tình với con trà xanh vừa mới 20. Mà nhà nó giàu có và nhan sắc có phần nhỉnh hơn tôi đôi chút. Nên anh chồng ngoắt đuôi đi theo nó luôn mấy bà. Giai đoạn đó hả tôi buồn não nề lắm. Nhưng cũng phải quật dậy sự sống để làm lại cuộc đời chứ. Rồi tôi và anh chính thức ly hôn trong êm đẹp. Tôi không một lời oán trách. Vì anh bảo đã hết tình cảm nên đường ai nấy đi Tôi nghĩ hết tình rồi thì còn nghĩa Cứ ly hôn đi để con cái sau này có cái nhìn tốt đẹp về cha nó Dù gì anh cũng là người cha mẫu mực với con mà Ly hôn xong rồi thì đúng là anh có chăm lo cho con cái hơn trước Anh thường xuyên về nhà hơn Cuối tuần còn chở con đi nhà sách, đi bơi Hè còn đi du lịch, Tiền học và sinh hoạt của con cũng là anh lo nốt, tôi chỉ việc ra sức nuôi con mà thôi. Thật sự lúc này tôi thấy thoải mái hơn nhiều so với cái thời còn hụt hạt với nhau, nên rảnh tay có nhiều thời gian mà chăm lo tu bổ vào nhan sắc. Rồi một thời gian sau cuộc sống tôi khá hơn trước rất nhiều và có người ngỏ lời muốn tiến tới hôn nhân với tôi. Anh là Phong, lớn hơn tôi 2 tuổi, độ trái đời cũng khá nhiều và cũng từng lỡ dở hôn nhân giống như tôi. Nên cả hai tìm được sự đồng cảm và tôi cảm nhận được anh thật sự yêu thương hai mẹ con nên tôi cũng mở lòng mà cho anh một cơ hội. Nhưng quái lạ, khi này chồng tôi về nhà thường xuyên hơn nhưng chơi với con thì ít mà lân la nói chuyện với tôi thì nhiều. Anh lấy cớ bảo, người mới có tốt với em không? Em không sợ anh ta sẽ giống như anh à? Tôi cười cợt đáp, giống như anh thì sao? Mà không giống như anh thì sao? Việc đó là chuyện cá nhân của em, em tự biết lo liệu. Em nghĩ anh nên về lo cho vợ con anh thì tốt hơn, rồi anh bắt sang chuyện khác. than vãn cô vợ mới có thai ngén nên hay cáu bẩn, ở nhà chỉ nằm y ra đó chẳng biết làm việc gì. Tôi cũng từ thiện mách cho anh vài bí kíp bầu bí để về chiều vợ, nhưng anh tỏ thái độ buồn bã đáp, giá mà vi hiểu chuyện được như em thì tốt biết mấy anh nói xong rồi thở dài đánh thược tôi cũng chưa hiểu ý anh là gì nhưng thôi chuyện vợ chồng nhà anh tôi cũng ít can thiệp thì hơn nhưng càng ngày tần suất anh về nhà càng nhiều có hôm anh còn ngủ lại với con bảo là nhớ con nhiều và muốn nó có hơi ấm của ba tôi nhẹ nhàng khuyên nếu anh muốn ngủ cùng con có thể trở về bên nhà anh đi em sợ ở đây suốt không hay cho lắm Quả đúng như dự đoán, hôm đó con tiểu tam nó ghen lòng ghen lộn lên, chả biết sao nó tìm được phở bò của anh Phong, rồi nhắn tin bán vốn bán lời bêu riếu tôi rằng, anh nên xem lại cô bồ của anh đi, đã ly hôn chồng rồi mà còn trù quến người ta về nhà mình hoài. Cứ lấy cớ con chung rồi gần gũi với chồng tôi như vậy hoài là không được đâu nghe chưa. Bước đi này của nó thật sự tôi cũng đỡ không nổi, nhưng anh Phong là người hiểu chuyện, anh đáp trả con ngã khiến tôi không thể nào hả hê hơn được. Anh bảo, đồ trẻ tranh, về mà vậy là thằng chồng cô ấy, Hoa là vợ sắp cưới của tôi Không khéo tôi báo công an tụi anh ta quấy rối vợ tôi đấy Nói đọc xong tin nhắn đuổi điên tiết lên hay sao Mà cha luôn phở bò của mẹ anh Phong Gửi sang mách bẫy Nó sớt sượt nói Đã có người yêu mới rồi mà còn lén phén qua lại với chồng cũ Bà nên xem kỹ là con dâu tương lai Không khéo con bà đọc Đầu một sừng chân đạp vỏ đấy Mẹ anh Phong đọc từng dòng tin nhắn Rồi bà chỉ biết lắc đầu ngao ngán Giờ thì mọi người mới hiểu Vì sao anh chồng cũ thường lui về nhà Là có lý do sống với cô vợ trẻ trâu như này chỉ vui được lúc đầu thôi, chứ về sau thì chán chán vô cùng. Nhưng tôi là người biết điều, sau chuyện đó tôi thẳng thắn nói chuyện với chồng cũ, khuyên anh nên trạch ròi chuyện con cái để tránh có những hiểu lầm đáng tiếc. Thấy anh buồn sau lần nói chuyện đấy, nhưng đó là con đường anh đã chọn, buồn vui cũng do anh mà ra, trách ai bây giờ? Không biết tại sao mà mình thấy dạo này chủ đề liên quan đến xét nghiệm ADN được đề cập nhiều ghê. Đi đâu cũng thấy bàn tán 7749 thứ liên quan tới chủ đề xét nghiệm ADN. Cơ mà bàn thì bàn, chứ chưa bao giờ mình nghĩ cái công nghệ đấy với kết quả là một tờ giấy cũng có thể xào xáo gia đình mình lên thành một mớ bồng bông. Nói thật lòng mình thì cũng là một đứa thích thống, Nên hay nghe mấy chuyện drama lắm Tuy nhiên chỉ nghe cho vui thôi chứ mình cũng không quan tâm nhiều Thế nhưng thật không ngờ có ngày Gia đình mình cũng khổ sở vì tờ xét nghiệm ADN đó Chuyện là 6 năm trước Anh trai mình kết hôn với người bạn gái lâu năm Họ quen nhau từ hồi đại học Trải qua bao nhiêu sóng gió hợp tan mới đi đến cái kết viên mãn Lúc lấy vợ thì anh mình đã 27 tuổi rồi So với anh em khác trong họ Thì anh mình cưới muộn nhất Bởi vậy nên ai cũng dục đẻ con nhanh nhanh Cho mọi người được bế cháu Ban đầu anh mình chần chừ chưa sinh con Vì muốn tập trung sự nghiệp trước Thời điểm cưới xong, anh cũng may mắn nhận được cơ hội thăng tiến, nhưng rồi đùng cái chị dâu báo hai vạch, Thế là anh mình đành phải hoãn chuyến công tác nước ngoài. Kể từ ngày biết chị dâu có bầu, gia đình mình chăm sóc chị hết sức cẩn thận. Cả anh mình lẫn bố mẹ đều cương chịu chị, tẩm bổ đồ ngon suốt ngày. Bố mẹ mình lần đầu có cháu nên háo hức lắm. Con dâu thích gì là đáp ứng ngay và luôn. Nhiều lúc mình ghen tị với chị dâu vì món ngon đều phải nhường cho chị hết. Nhưng sau đó mình lại ước mình lấy chồng cũng được sung sướng như chị cả nhà đủng đỉnh chuẩn bị từng tí để đón thành viên nhí chào đời nhưng không ngờ cháu trai mình sinh non một tháng khiến ai nấy hốt hoảng chị dâu kêu trượt ngã trong nhà vệ sinh nên em bé phải ra sớm cơ mà lúc ấy nhà mình chỉ lo cho tính mạng hai mẹ con nên chẳng ai quan tâm lý do chị đẻ non trộm vía cháu mình lớn lên vô cùng khỏe mạnh nó còn là một thằng bé siêu tình cảm biết quan tâm mọi người xung quanh và rất yêu thương động vật, 3 tuổi nó đã hát líu lo, 4 tuổi biết đọc bản chữ cái và tiếng Anh bập bẩm, lên 5 tuổi thì thằng bé càng bộc lộ sự thông minh, cô giáo ở lớp còn bảo nó tài năng như thần đồng, mỗi lần nghe người khác khen con là anh chị mình tự hào lắm bố mẹ mình thì liên tục cảm ơn chị dâu vì đã xin cho gia đình một đứa cháu giỏi giang như thế sau nó lớn lên thì cả họ được nhờ tuy nhiên có một chuyện xảy ra khiến anh trai mình vô cùng lớn cấn đó là việc con anh càng lớn càng không giống ai trong nhà bố mẹ tóc mỏng da ngâm mũi tẹt giống nhau riêng thằng bé da trắng tóc xoăn hoe vàng và mũi cao như tây ông bà nội bên cháu nên tự biện minh rằng mũi nó giống cụ nội da trắng giống bà nội Thế nhưng quan sát cháu một thời gian, mình lại cùng quan điểm với anh mình, nó có những thói quen chẳng hề giống ai trong nhà, chụp ảnh gia đình cũng thấy nó hơi khác biệt. Dù anh trai không nói ra, nhưng mình hiểu nỗi khổ tâm trong lòng anh, chuyện con trai không giống mình là một vấn đề nhạy cảm, có vẻ chị dâu mình cũng không hay biết gì bao năm qua họ chung sống với nhau khá hòa thuận nếu chỉ vì vài câu nói nghi ngờ không cơ sở thì rất dễ xảy ra mâu thuẫn lớn thấy anh mình héo mòn vì lo nghĩ mình đành bảo anh đi xét nghiệm adn cho yên lòng không ngờ anh nghe theo thật lén nhặt tóc của con trong nhà tắm mang đi mấy hôm sau khi vừa đi làm về thì mình thấy cháu mình đang khóc chị dâu đứng giữa nhà giằng co với anh mình bố mẹ đứng bên cạnh can ngăn thối rít mình nhanh trí đoán ngay ra tình hình Kiểu này cháu trai có lẽ không phải là con ruột của anh mình rồi. Sau một hồi nghe các con cãi cọ thì bố mẹ mình vẫn chưa tin đứa cháu vàng ngọc lại không chung huyết thống với mình. Họ nghẹn ngào hỏi con dâu rất nhiều câu nhưng chị ấy chỉ im lặng quay đi chỗ khác. Mình ôm chặt đứa cháu tội nghiệp trong lòng. Thật sự mong kết quả xét nghiệm chỉ là một giấc mơ. Để sinh ra đứa bé này thì chị dâu ngoại tình lúc nào. Thời điểm cưới anh mình thì họ yêu nhau cũng đã lâu. Chị đâu có bạn trai cũ nào khác. Người bố thật của cháu mình là ai? Bố mẹ không trách móc câu nào, nhưng anh mình thì nghiến răng đuổi vợ đi chỗ khác, anh không chấp nhận nổi sự lừa dối của vợ. Mình cũng ái ngại khi nghĩ đến chuyện anh mình bị cấm sừng suốt 6 năm mà không biết. Thế nhưng trái ngược với không khí hỗn loạn lúc ấy, chị dâu bình tĩnh xé toạc tờ giấy xét nghiệm và nói giọng đầy mỉa mai khiến mình nhớ mãi: "Ai bảo cứ dục có cháu sớm? Muốn sớm nhưng con trai của bố mẹ cũng mắc bệnh ra sớm thì đậu thai kiểu gì?" Nhờ người khác mới đẻ được cháu trai khỏe mạnh như kia. Chứ để nguyên thì còn lâu mới có cháu được Ủa alo Nói gì kỳ vậy Chị nói vậy mà nghe được hả Sau khúc đó thì chị dâu cũng giải đáp luôn thắc mắc của mọi người rằng Thằng bé là sản phẩm sau lần chị đi du lịch cùng công ty Do say nên chị đi quá giới hạn với đồng nghiệp Sau khi biết có chữa thì chị cũng sợ hãi Nhưng vì chuẩn bị cưới anh mình Nên chị nhắm mắt kệ cho anh trở thành người đổ vỏ hợp pháp Nghe tới đó là mình chính thức chào thua Còn anh mình tức giận đạp gãy cái chân ghế 5 năm nuôi con của người khác cây đắng thì phải gọi là vô cùng. Nói xong chị dâu vùng vàng bỏ đi, không quên dọa rằng sau này nhà mình muốn nhận lại cháu thì chị cũng không bao giờ đồng ý. Mình với nhà mình thật sự hỏi chấm luôn. Chẳng biết chị có ý thức được bản thân sai ở đâu không mà còn trơ trẽn như vậy nữa. Còn ông anh mình thì cũng đang giằng xé dữ lắm. Vì bao năm nuôi con không có tình cảm với thằng bé làm sao được. Nhưng mà hễ cứ nghĩ đến cái mũ xanh bản thân phải đội là anh mình lại đau khổ hoàng hoại. Thật tình mình không biết phải làm sao nữa. Bây giờ con đã về làm dâu nhà mình thì mẹ cũng không giấu con nữa. Thằng Hoàng có hai đứa con riêng với hai đời vợ trước và khoản nợ hơn 2 tỷ. Thôi con ạ, à, chín bỏ làm 10. Bây giờ con gả vào đây rồi, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, mình làm gì chỉ bố mẹ mình xấu mặt thôi. Thằng Hoàng nó cũng là yêu con, bây giờ mình chấp nhận, phụ nữ nhịn một tí là được cái mà. Hai đứa cố gắng vừa chăm con, vừa trả nợ, bao giờ xong xuôi thì hẳn tính đẻ sau cho đỡ khổ con nha. Ôi, đêm tân hôn phát hiện ra chồng có con riêng và hai đời vợ cũ, đã thấy mẹ chồng còn nói bằng cái giọng đó, ai ngửi nổi ra ngửi hộ mình phát nào. Chào mọi người, mình là Hiền, chắc tại mình tên Hiền nên ai cũng nghĩ mình dễ tính. Mình quen và yêu anh Hoàng được hơn một năm, anh về ra mắt, bố mẹ mình cũng ưng, nên ông bà dục cưới, mình cũng 27 rồi, đến tuổi cưới rồi, tìm được đối tượng thì triển thôi, không hết trứng mất, Bên nhà anh Hoàng từ hôm ra mắt mình đã rất ưng Mẹ chồng tương lai mình nhẹ nhàng ngọt ngào Chăm con dâu lắm Nói chung đúng kiểu người mẹ chồng hiện đại Dù bác sống ở quê nha Bác còn bảo mình nhiều người ở đây Họ vẫn nông thôn không tiến bộ Nên mình không cần giao du nhiều Họ phán xét Mình cứ ôm cái giấc mộng màu hồng ấy Bước vào lễ đường Nhưng mà đời nhiều lúc những cái thứ màu hồng chỉ là bong bóng Đập là tan à Đến đêm tân hôn mình mới nhận ra Bộ mặt thật của chồng và nhà chồng đêm tân hôn chồng say bí tỉ lắc lư ngắt ngư mình vừa đưa chồng vào giường đang suy nghĩ xem đêm nay nên động phòng hay đếm phong bì thì mẹ chồng lao vào phòng tân hôn mình ngớ người đã thế tay bà còn dắt theo một con bé độ tuổi năm sáu và một thằng cu tầm ba tuổi xong vội vã mẹ có chuyện muốn nói với con ủa alo trời đánh không tránh miếng ăn người ta chuẩn bị với nhau bà làm gì vậy bây giờ con đã về làm dâu nhà mình thì mẹ cũng không giấu con nữa thằng hoàng có hai đứa con riêng với hai đời vợ trước và khoản nợ hơn hai tỷ đây là cháu nào hai đứa chào gì đi cái khỉ gì đang diễn ra đây mình ngơ ngác luôn thấy mặt mình từ trắng sang xanh sang đỏ rồi tím mẹ chồng à không mẹ chồng cũ nhanh chóng tiếp lời thôi con ạ à, 9 bỏ làm 10 Bây giờ con gã vào đây rồi Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi Mình làm gì chỉ bố mẹ mình xấu mặt thôi Thằng Hoàng nó cũng là Cũng yêu con Bây giờ mình chấp nhận Phụ nữ nhịn một tí là được cái mà Hai đứa cố gắng Vừa chăm con vừa trả nợ Bao giờ xong xuôi thì hẳn tính đẻ sau cho đỡ khổ Còn vàng cưới với tiền mừng Mẹ đã cho thì không lấy lại Nhưng thằng Hoàng nó còn khoản nợ Con xem như nào bán đi vung vén để đâu vào đấy dù sao hai đứa đã đăng ký rồi đấy cũng coi như là tài sản chung ôi lại còn đăng ký may mà hoàng đang xây nên chưa kịp kể chuyện hôm trước chưa đăng ký được cho mẹ anh ta nực cười thật lúc ấy mình buồn ngủ lắm rồi cũng không còn sức mà cãi nhau có khi cãi nhau với con mẹ này cũng không ra việc mình vân vân dạ dạ mẹ chồng cũ hẳn thấy mình ngoan vậy cũng bất ngờ lắm gớm tình hiền chứ có bị ngu đâu kệ ngủ đó mình để báo thức sáu giờ kém ở quê họ dậy sớm thật 6 giờ kém mẹ chồng thấy mình dậy còn khen Còn nấu cơm sáng cho nhà mình à Khéo quá vậy Khéo tưởng tượng ấy Mình dậy sớm như này là vì sợ bộ loa bên đài Bên làm đám họ lấy về mất 8 giờ họ qua lấy Mình dậy từ giờ này cho yên tâm Cấm điện chỉnh mít để loa to nhất Mình thông thả Chào mọi người Mình là Hiền Vừa lấy anh Hoàng hôm qua lấy nhau về đêm tân hôn mẹ chồng mình, mẹ Hồng mới thông báo chồng mình, từ giờ là chồng cũ có hai đời con riêng và khoản nợ hơn 2 tỷ. Bây giờ tại đây mình hủy hôn, tiền mừng của bà con mình đã soạn sẵn ở trên bàn, mọi người qua lấy nha, mình cảm ơn ạ. Chữ ạ à, còn chưa nói hết, loa bị kéo phực một cái, Hoàng vẫn xây vắt lưỡi còn bà Hồng thì gào lên, liếc nhìn cây dây loa đức, mình nghĩ thầm quả này phải đền ối tiền, tiền mừng đám cưới, dù sao mình cũng không đớp được không thể để cái lũ mẹ con đào lửa này đốt được nên mình bắt loa trả bà con con mẹ hồng đang định lao vào chỗ mình chưa kịp giơ tay lên hàng xóm đã lũ lượt kéo đến con người còn tốt bụng chắn con mẹ đấy để mình vào lấy tiền mừng trả lại 30 phút sau mình ôm đồ về nhà mình hoàng vẫn ngủ vắt lưỡi không biết gì không biết anh ta dậy thì cảm giác thế nào cũng không biết về đến nhà bố mẹ mình thấy bất ngờ hay may mắn hay là cả hai nữa thật sự là không biết nên vui hay nên buồn với anh người yêu vô tư nay đã là chồng tôi không biết các bà được cầu hôn trong khoảnh khắc như nào chứ tôi thấy ba chấm lắm rồi đấy mà lúc ấy được cầu hôn vui quá nên không có cọc chứ xem lại là tôi cọc ngang à nghĩ đến lúc ấy là tôi âu tu đánh thùm thập chồng cho đỡ tức Tôi và chồng tôi trước đó yêu nhau được hơn 3 năm và cả hai cũng có bàn nhau về việc tương lai cưới nhau các kiểu rồi, cũng về đưa ra mắt gia đình hai bên và đang tìm hiểu thời điểm thích hợp để cưới, dù gì cả hai vẫn còn trẻ, còn nhiều dự định ước mơ phía trước mà. Cứ biết anh muốn cưới tôi, muốn tôi xuất hiện ở tương lai cũng anh là tôi vui rồi, mà tôi cứ nghĩ khi nào cưới thì cả hai chốt ngày rồi tính toán cưới hỏi thôi, chứ không nghĩ đến giai đoạn cầu hôn luôn á. Tôi đơn giản nghĩ là muốn cưới là cưới thôi. Tại vì tôi không có thích nhiều công đoạn Chồng tôi cũng hướng nội dễ ngại Nên tôi chả mong chờ gì sẽ có buổi cầu hôn lãng mạn như phim các kiểu đâu Chắc tôi đã nhầm Yêu lâu mà không nhận ra người yêu tôi rất thích đánh úp tôi bất ngờ Hôm đấy là ngày bình thường, không phải ngày hẹn hò cũng không phải là kỷ niệm gì. Chỉ là buổi sáng đấy anh bảo nhớ tôi, muốn tối nay đi ăn với nhau thì tôi cũng ok, đồng ý thôi. Mình cũng trào trước anh muốn đi ăn gì để tôi còn biết cách ăn mặc, thì nhận lại một câu đơn giản, ăn bình thường có nhau là được thôi em ăn mặc thoải mái là được dù gì cũng chỉ là đi ăn uống bình thường tôi cũng không có trưng diện gì cũng nghĩ là ngồi vỉa hè ăn này nọ không thì vào quán ốc nào đó vỉa thôi thế là cũng lười gội đầu tóc phủ thêm ít phấn rơm đỡ dầu tí tô thêm son cho nó có màu sắc quần áo cũng mặc vội áo phông quần đùi cho thoải mái thôi chứ không có điệu đà tí nào Yêu lâu rồi cái gì xấu xí cũng trưng hết rồi Nên tôi có ngại ngùng gì đâu Nhưng mà tôi cay ở chỗ Mồm thì nói tôi ăn mặc đơn giản Mà ổng lại ăn mặc rất đẹp nha Không khác gì con bần đi với hoàng tử hết á Mắt gì mồm bảo tôi ăn mặc thoải mái Còn ổng thì áo sơ mi đóng thùng Cùng với quần Âu vậy trời Tôi nhìn anh rồi nhìn bản thân mà ngán ngẩm Tính quay lại phòng mặc lại quần áo Thì anh mới kéo lại nũng nịu bảo Trong mắt anh em luôn đẹp nhất đi ăn còn kịp nào anh đói lắm rồi đấy thôi thì cũng đói thật bỏ qua chổng lần này nhưng mà đâu có xong tưởng ngồi vỉa hè ăn uống bình dân như nào ổng kéo tôi vô nhà hàng có phòng riêng luôn tôi mới ngơ ngác trách ổng ủa sao anh không nói là anh muốn ăn chỗ nhà hàng này rồi mắc gì không bảo người ta mặc đẹp đẹp tí tức vậy anh nghe xong mê xoa đầu tôi nài nỉ các thứ má may cái mặt đẹp trai mới đỡ cọc chứ mà mắt xấu trai là tôi thụi cho vào viện rồi đấy ăn được một hồi thì tự nhiên có dàn nhạc cùng bốn nhân viên, người thì cầm bản Will You Marry Me, người thì phát luôn máy chiếu kỷ niệm hai đứa. Tôi còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tay còn đang cầm dĩa cắt miếng thịt bò, miệng thì đang nhai chốt chép. Khi máy chiếu đã chiếu xong phim, thì gia đình hai bên liền lao vào, ai nấy đều vỗ tay, anh cầm tay tôi kéo lại rồi cúi xuống. Ánh mắt chưa gì đã ẩn ẩt nước nói, cảm ơn em đã bên cạnh anh trong suốt ba năm qua. Từ một người không có nổi một triệu trong người đưa em đi ăn, Nay anh đã có đủ điều kiện cho em một cuộc sống hạnh phúc rồi. Ánh à, làm vợ anh nha. Và kèm theo hú hét của mọi người xung quanh, tôi nuốt vội thịt bò trong miệng, vô thức gật đầu vì chưa nhận thức được tình hình, tại vì tôi tức quả giao diện hôm nay của bản thân quá. Khi được đeo nhẫn trên tay, cảm nhận được cái lạnh trên ngón, tôi mới kịp bừng tỉnh vừa khóc vừa đánh vào ngực anh trách. Em rất hạnh phúc, nhưng anh ác vậy. Người ta bảo ăn như nào cần ăn mặc chỉnh chu, không có thì bảo mặc như nào cũng được, cầu hôn người ta xấu thế này dỗi được chứ tức lắm mà thấy kim cương trên ngón tay tự nhiên cũng nguôi nguôi mà đỡ hơn lúc đấy thôi chứ khi nào xem lại cảnh cầu hôn là lao vào chồng chửi cho bằng được á cuộc đời người ta có buổi cầu hôn mà thế mà để con gái người ta ăn mặc quần đùi áo phong như vậy đó sau những lần bị tẩn anh cứ cười cương chiều trong mắt anh em lúc nào chả đẹp đẹp nhất là không mặc gì đấy đáng bị ăn cú đấm không không biết các bà có được cầu hôn với tình trạng ối rồi ơi như tôi không. Chứ qua trường hợp của tôi thì tôi có lời khuyên là đi đâu cũng phải lòng lộn lên, không mới là bị đánh úp như tôi thì hề lắm nhá. Thời đi học ai cũng có ít nhất một mối tình học trò mà người ta hay gọi là tình yêu gà bông, tôi cũng vậy, nhưng tiếc là mối tình đó với tôi lại không trọn vẹn, vì tôi chỉ dám yêu đơn phương chứ không dám tỏ tình với người ta. Vì khi xưa tôi là đứa con gái xấu nhất trường, ai cũng trêu ghẹo tôi, còn người tôi yêu là Dũng, một chàng trai khôi ngô tuấn tú nhất trường, không chỉ đẹp trai, Dũng còn học rất giỏi, phải gọi là hot boy của trường vào lúc đó. Tôi yêu Dũng nhiều lắm không phải vì ngoại hình của dũng mà là vì cách cậu ấy đối xử với tôi cả trường ai cũng xem tôi như một con vịt xấu xí vì vừa lùng mà vừa đen đúa gương mặt thì chẳng có nét gì xinh xắn ai gặp tôi cũng né tránh hết vậy mà chỉ có mình dũng là tử tế với tôi hay chỉ bài cho tôi thỉnh thoảng lại mời tôi đi chơi cùng thậm chí có lần bị đám con gái kế bên bắt nạt bị đánh bầm dập nhưng chính dũng đã cứu tôi một mạng những lần như vậy tôi đều rất cảm kích cậu ấy rồi từ yêu lúc nào không hay nhưng mà tôi cũng biết thân phận của mình không xứng với dũng và nếu nói ra không biết cậu ấy còn đối xử với tôi tốt như trước không hay cũng trở nên ghẻ lạnh như bao người nên tôi cũng đành im lặng và gặm nhắm nỗi cô đơn một mình ngoại hình không đẹp nên tôi cố gắng học thật giỏi để có chút gì đó xứng đáng với dũng tôi học ngày học đêm quên ăn quên ngủ và rồi đạt danh hiệu thủ khoa thi tốt nghiệp của tỉnh Tôi vui lắm và định sẽ lấy thành tích này để khoe Dũng cũng như tỏ tình luôn, nhưng rồi đến ngày làm lễ tốt nghiệp, tôi lại bàng hoàng khi nhận ra Dũng đã có người yêu, người đó chính là con bạn cùng bàn của tôi. Vừa buồn mà lại vừa giận bản thân không chịu nói ra sớm hơn. Để rồi bây giờ, mọi công sức đều đổ sông đổ biển. Tôi nén nỗi đau để tiếp tục cuộc đời mình, dù gì Dũng chỉ là một trong số những người con trai trong đời tôi, biết đâu sau này còn nhiều người tốt hơn lên đại học may mắn tôi gặp anh thành người đàn ông đã chữa lành vết thương lòng của tôi quên đi quá khứ của mình tôi dành hết lòng hết dạ để yêu anh thành nhưng rồi anh ấy lại phản bội tôi chỉ vì tôi xấu và ngoại hình không hấp dẫn vết thương lòng cứ thế lại sâu hơn tôi tuyệt vọng và không còn tin vào đàn ông nữa và rồi thời gian trôi qua bây giờ tôi đã trở thành một giám đốc công ty bất động sản tiền thì tôi không thiếu nhưng thứ tôi cần vẫn là tình yêu Tôi vẫn còn dây dứt về mối tình đơn phương lúc xưa. Bây giờ tôi chỉ mong có cơ hội được nói ra để giải tỏa nỗi lòng của mình với Dũng. Nếu có cơ hội tôi sẽ nói ra hết, dù Dũng có đồng ý hay không thì cũng không sao, vì tôi chịu hết nổi rồi. Cũng may cơ hội ấy đã đến, tôi nhận được thư mời hợp lớp, thấy danh sách tham dự có tên Dũng, tôi lại càng vui hơn nữa. Hôm đó tôi diện bộ đồ đẹp nhất, chỉnh chu nhất để xuất hiện trước mặt Dũng. Đến buổi tiệc gặp lại những người bạn cũ, ai cũng trầm trồ về tôi Ai cũng khen tôi bây giờ nhìn sang hơn lúc trước Nhưng cũng có người treo ghẹo tôi ăn mặc như vậy để ra oai thôi Tôi cũng buồn nhưng không quan tâm Người tôi quan tâm bây giờ là Dũng Chờ mãi chẳng thấy Dũng đâu Tôi dần thất vọng và định ra về Mới bước ra đến cửa thì tôi va phải Dũng Cậu ấy bây giờ vẫn giống như ngày xưa Hơn 10 năm rồi mà vẫn còn nét đẹp trai và phong độ như ngày nào tôi đứng nhìn dũng một hồi lâu thì dũng chủ động bắt chuyện với tôi chào bạn bạn là linh phải không tôi vui lắm vì dũng còn nhận ra tôi nhưng cảm xúc lúc đó hỗn độn quá tôi không biết nói gì hơn ngoài gật đầu chào lại sau khi lấy lại bình tĩnh tôi định bắt chuyện lại với dũng thì anh thành lại xuất hiện và chạy lại ngồi kế bên dũng lúc này tôi bất ngờ lắm vì sao người đàn ông tệ bạc này lại có mặt ở đây chưa kịp hoàng hồn thì dũng lên tiếng chào mọi người lâu rồi không gặp hôm nay gặp lại các bạn nên Dũng vui quá. Kế bên Dũng đây là Thành, là người yêu hiện tại của Dũng. Không chỉ riêng tôi mà cả lớp đều bàn hoàng. Vì lúc trước Dũng là người con trai vô cùng lý tưởng, chuẩn men luôn. Vậy mà bây giờ lại thành ra như vậy. Lúc đó mọi thứ trong đầu tôi xáo trộn tùm lum lên. Một bên là người tôi từng yêu say đắm. Một bên là người đàn ông tệ bạc đã bỏ rơi tôi. Cấm sừng tôi vì chê tôi xấu xí. Cú sốc quá lớn khiến tôi quên luôn chuyện bày tỏ tình cảm. Nhưng nếu có nói ra thì chắc dũng cũng không chấp nhận đâu vì bây giờ cậu ta không còn thích phụ nữ nữa đúng là không thể biết được chữ ngờ ngờ đâu gặp lại người cũ tôi lại có cơ hội bày tỏ tình cảm lúc trước nhưng cũng đâu ngờ gặp lại người đàn ông đã cắm sừng tôi cùng một lúc cả hai người đàn ông tôi từng yêu bây giờ đều trở thành bóng đã vậy cả hai lại còn yêu nhau trớ trêu thật sự mọi người ạ à nếu em xin thì anh mời chứ em trông trung bình như này thì phải xe thôi các bạn nghe xem thấy có ổn không chẳng hiểu sao con trai mà phát ngôn ra được câu này giờ có mời hay không còn phải xem độ xinh đẹp tới mức độ nào nữa hả chịu thật sự ấy chào mọi người em là hân em vừa mới đi first date với một anh trai về và chắc chắn không có lần thứ hai bực cả mình em thì là một cô gái không có vẻ đẹp lộng lẫy như các chị gái khác nhưng không có nghĩa là em là tầm thường theo như mọi người đánh giá em thì cũng thuộc người xinh xắn đáng yêu rồi đã thế để thêm phần xinh đẹp hơn em còn chịu khó học bách cấp tông này tông kia để được chỉnh chu và hoàn hảo về mặt ngoại hình nhất có thể Nói gì thì nói chứ ở tuổi 25 này mà em chưa có mối tình nào thì em cũng hơi lo lắng nhẹ. Bởi vậy nên em đã tải áp hẹn hò và bắt đầu quá trình tìm bạn đời. Em cũng có được bạn bè giới thiệu nhưng đều không ưng lắm nên em chưa có đi date với ai hết á. May sau khi mới tải áp được 2 ngày là em đã bén duyên với một anh trai. Đọc profile thì thấy cũng ok, ngắn gọn, dễ làm quen chúng em matching với nhau và bắt đầu nói chuyện anh trai tên phong hơn em một tuổi anh ấy cực kỳ biết cách nói chuyện mọi người ạ à. điểm chung của chúng em là thích nghiên cứu những thứ liên quan đến các hành tinh và vì sao chúng em cũng thích cả âm nhạc nữa nên rất nhiều thứ để nói trò chuyện được một tuần thì hai đứa cũng thấy hợp hợp và ngỏ ý con video với nhau trước em thì luôn chỉnh chu nên cũng có mách cúp xương xương trước khi gọi eo ơi mọi người ạ à giọng anh phong này hay xỉu luôn anh ấy cũng nhẹ nhàng lắm chỉ thế thôi là đã khiến mình siêu lòng nhẹ rồi đó sau cuộc trò chuyện thân mật thì chúng em cũng cho nhau một cái hẹn như bao cặp đôi khác thôi và đây cũng là first date đầu tiên của em luôn anh ấy là người tự chọn quán em chỉ cần đến đúng địa chỉ thôi nhưng đen làm sao hôm đó em mắc công việc đi ra ngoài vội vàng nên em cũng mất cướp xương xương chưa không quá chỉnh chu rồi ăn mặc cũng là chiếc váy dài nhẹ nhàng Vừa đến nơi em cũng xin lỗi anh trai luôn Anh Phong vẫn vui vẻ Ờ ai cũng có công việc đột xuất mà Anh hiểu Giờ em gọi món đi Chắc em cũng đói rồi ha Em thấy được thông cảm cũng vui vẻ gọi món thôi Mà cũng vì vui quá nên em gọi có hơi nhiều một chút Ngồi ăn với nhau được một lúc Thì anh đấy tự nhiên Thốt ra những câu rất ba chấm luôn Hơn này bình thường em đăng cái gì lên mạng Cũng phải cân nhắc chỉnh sửa kỹ lắm hả Tại vì anh thấy nhìn em ngoài đời Có hơi khác so với trên ảnh đấy Ủa ý là sao khác hơn là như nào Hôm nay em chỉ không đầu tư quá nhiều thôi chứ em thấy vẫn rất chỉnh chu mà. Em hỏi lại anh ấy thì anh ấy nói luôn. À ý anh là nhìn em không xinh bằng trên ảnh ý. Dù ngoài đời em cũng xinh nha. Em câm nín luôn. Không biết phải nói làm sao. Chỉ dám cười gượng và tập trung ăn thôi. Chẳng hiểu sao lúc nhắn tin anh ấy nói nhiều thế. Mà đến lúc gặp thì anh trai cứ im im rồi nhìn điện thoại hoài à. Rồi còn nhắc đến chuyện là anh ấy với người yêu cũ từng đến đây ăn nhiều lần nữa. Ủa kỳ vậy ba? đưa tôi đến đây để ôn lại kỷ niệm hay gì em chỉ nghĩ chứ cũng không có nói tập trung ăn uống để rồi còn đi cà phê cho dễ mở lời ấy vậy mà vừa kết thúc bữa ăn anh ấy đã nhìn em rồi nhìn bàn ăn và nói em nhìn nhỏ người mà tốt nha không để thừa đồ ăn thế là tốt em ạ à. em cười cười rồi ra về cứ nghĩ là hai anh em sẽ đi uống nước nói chuyện hay có hoạt động gì đó đột nhiên anh bảo anh ấy bận nên hẹn em một buổi khác em cũng ok thôi ai cũng bận mà Thế nhưng vừa về đến nhà thì em nhận được ảnh chụp bill tiền ăn tối nay của anh Phong và tin nhắn. Em ơi, hôm nay tiền ăn uống hết 1 triệu với gửi xe hết 10 000 vậy mỗi người hết 505 000 Nhưng mà thôi, em chuyển cho anh 500 000 là được rồi em ạ. À. Một ngàn dấu hỏi chấm trong đầu em, em mới bảo là không phải anh bảo mời em hay sao, giờ anh làm thế này là ý gì? Thì anh Phong thẳng thắn một cách vô duyên, anh nói thật nha, nếu em xin thì anh mời, chứ em trong trung bệnh vậy thì phải xe đôi ấy. Đã thế em còn gọi nhiều Lại còn ăn 2 phần 3 số thức ăn Em trả tiền cũng là phải phép mà em ô oh, wow Em không nghĩ có trường hợp này luôn á Thẳng thắng chê người ta không xin Và thẳng thắng chê ăn nhiều Ủa chứ có phải mình em ăn đâu mà nói thế Với cả nếu xin được thì được mời Nếu xấu là phải xe tiền Cái luật ở đâu ra vậy Em cạn lời liền chuyển khoản rồi nhắn tin cho anh ta em gửi anh tiền ngày hôm nay em thì em không tính toán so đo xin thì mời rồi không xin mời một nửa như anh đẹp trai hay xấu trai nếu đã nói mời là em mời à em cũng không để ý người khác ăn uống thế nào ăn ít hay nhiều cũng là cùng mình đi ăn vui vẻ hoan hỷ chưa chẳng xét nét gì hết bữa nay em mời coi như em đi ăn với vong vậy anh ạ à. chúc anh tìm được người xin để mời nha nhưng em nghĩ ai mà xin nó chắc cũng không thèm tìm anh đâu Em gặp anh chỉ là do ma xui quỷ khiến thôi. Tạm biệt anh. Không hẹn gặp lại. Nhắn xong thì em cũng tàn hình luôn. Kệ mẹ thằng cha đó đi. Lần đầu em đi test mà gặp người như anh ta luôn á. Vô duyên tính toán hết nước cứu. Chịu. Tổ sư bố thằng xe ôm. Hôm đó ông trốn con trốn cháu bảo nó chở đến quán massage. Nó tưởng tao lẫn chở tao lên đồn công an tìm người nhà nên ông nhớ mấy đứa lắm mới nha cụ khách quen 80 tuổi có lẽ nhà mình vừa đến đã than thở khổ, bà nhà mất sớm, con cái lớn cái là ông làm khách quen đóng họ bên quán massage nhà mình luôn. Mình làm nhân viên quán massage, thẳng thắn mà nói mình biết cái nghề này không tốt đẹp gì, mình không thông minh, gia cảnh không tốt, lười làm ham chơi nên chọn con đường này. Nói chung là mình không biện minh, nhưng mà nghề nào cũng là nghề. Hôm nay mình gửi bài về page để cho thấy cái nghề này đã cứu lại hạnh phúc của bao gia đình chăm sóc đời sống tinh thần của bao nhiêu con người đây như ông một lần ông kể mấy thằng con ông cứ hai tuần phải đi thăm xưởng một lần ông mới được một ngày ở nhà để thăm tụi mình chứ ông cũng ngại đi thăm tụi mình bị con cái nó bắt gặp nó học theo ảnh hưởng hạnh phúc gia đình chúng nó thế mà hôm trước tận hơn tháng không thấy ông qua đứa nào cũng nhớ nhung ông nhiều mãi đến lúc ông qua ông mới bực mình nhăn nhó ông không qua vì có chút vấn đề không phải là tao ốm đâu ông khỏe lắm mấy đứa cứ yên tâm Trường bò lên xuống thoải mái yên tâm không sao đâu Nhanh nhẹn tí ông bò mấy đứa 5 lít Tổ sư bố thằng xe ôm Hôm đó tao trốn con trốn cháu bảo nó chở đến quán massage Nó tưởng tao lẫn chở tao lên đồn công an tìm người nhà Nên ông nhớ mấy đứa lắm mấy nha Đấy già rồi mà còn ham Đấy là trai già đúng không Còn cả mấy cậu sinh viên trẻ người non dạ nữa chứ Mấy thằng cu thì không chi mạnh tay như ông cụ được Toàn gọi gói 500.000 một người 45 phút Có lần nó về Tay còn vỗ đào mình xong bảo cái gói này hẻo quá Chưa trường hết người đã phải rồi Về rồi chị nhờ Em vừa tìm được việc làm thêm Chị chờ em nha Sang tháng nó quay lại Quất ngay gói hai em trường 90 phút Mắt nó nhắm thịt lại Chắc đang mong 90 phút ấy dài thêm Lúc về thanh toán Thằng cu bo thêm mỗi chị 100 Bọn mình còn thương không lấy Tại gói đó một củ rưỡi Bọn mình nhìn trộm tin nhắn Thấy lương làm thêm của nó được có 1 triệu hai à Chán Bọn mình không nhận bo Cu cậu bất ngờ lắm xong rất trịnh trọng cảm ơn các chị gói này thật sự rất đã em sẽ nghiêm túc cày cuốc để hôm nào chơi thử gói 24 giờ 4 em chị nha đấy thế mà mới hơn một năm cu em đã hoàn thành mục tiêu trải nghiệm gói đế vương tận chính cũ một ngày 24 giờ không giới hạn tư thế thoải mái xong xuôi thằng cu còn bo cho tụi mình mỗi người hẳn một cũ xong trịnh trọng tuyên bố em cảm ơn mấy chị không có mấy chị thì không thể của em của ngày hôm nay Em không thể cố gắng nỗ lực nhiều đến vậy. Mình nghe mà cảm thấy lân lân hạnh phúc. Lòng thầm hứa sẽ cố gắng thực hiện sứ mệnh đời mình. Nhưng giờ không còn gặp cu cậu ấy nữa rồi. Thằng cu phải là một em nhân viên mới đến bên mình, sinh viên đại học. Nhà nghèo quá làm cho cu cậu lạch lần đầu. Lớn ngớ thế nào làm rơi lọ dầu. Thằng bé thấy đáng yêu, bảo con bé nghỉ làm, ở nhà anh nuôi. Lần cưới mình gặp hai đứa là con bé tốt nghiệp đại học cưới Đương nhiên tụi mình không được mời Ai lại mời gái bách xa bao giờ Chỉ là hai đứa qua Mời bọn mình đi ăn coi như là cảm ơn Thôi cũng được đấy Ai bảo làm cái ngành này không có kết quả tốt đâu 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 không có kết quả tốt đâu